Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô và các bạn có nhìn thấy cái gì không? Hiện tại thì mình đang chơi Roblox trên mobile. À, cụ thể đây là game Lockroot. Thì à, mình nhớ là trước đây mình có làm một video là mình nói mình sẽ chơi chế độ mình phải chơi nút tu rồ trên mobile Lockroot. Ủa, ừ, mình nút tu rồ đó mình chơi PC mà mình nhớ cũng không rõ nhưng mà mình cũng đã làm một vài cái series về Lockroot trên mobile rồi. Nhưng mà mình không có chú tâm vào nó bởi vì thời điểm đó thì à, mình sử dụng những cái phần mềm quay thực sự nó không được không được tốt á còn bây giờ thì mình quyết định đầu tư luôn mình mua cái phần mềm quay về quay cho nó ổn định thì uh, đã mua phần mềm trả lẽ không làm cho nên là bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ làm một cái series chơi lock root mobile và một mình sẽ chơi bằng một cái ạt mới và chơi lại từ đầu đó thì để cho các bạn uh, dễ theo dõi á tự nhiên bây giờ chơi vô cái ạt kia á, thì nó cũng không được uh, không được uh, uh, kiểu như không được ổn định theo một series mobile á cho nên mình quyết định tạo lạc thôi rồi thì bây giờ tạo lạc mới đầu tiên mình chưa có tiền à có 100 trăm không làm được gì cả cho nên mình sẽ nhận nhiệm vụ ở đây đó là nhiệm vụ ở đây à, nói chung là mobile trên lock thì à, mình vẫn không thích cái núm à, di chuyển của nó tại vì à, đối với ngón tay mình nó là quá nhỏ cho nên là mình di chuyển không được thực sự tốt có thể là nhiều bạn á, bạn di chuyển cái núm này nhỏ nó núm nhỏ này dễ nhưng mà đối với mình thì mình à, cần nó bự bự hơn tí còn đa phần các bạn cho rằng á, là cái núm này nhỏ để cái thao tác mình sử dụng trên à, màn hình mình ra chiêu được á, được nó rộng hơn nhưng ừ, nói chung là tùy mỗi người thôi riêng mình thì mình uh, sử dụng cảm thấy là không ổn tại vì uh, tay mình bự quá rồi thì uh, đây mình có chiêu <laughs> nhưng mà thật sự thì uh, cái chiêu lốc rút trên mobile thì mình sử dụng rất là cùi luôn các bạn phải chi mà nó có một cái chế độ tự target á tự target chiêu để mình sử dụng trên mobile nó thật sự là dễ á bạn cũng biết là cái game uh, uh, trên mobile có một cái game uh, cái, cái, gì, cái game gì quên à uh, Lock Route, ở lộng, lốc rút ở gì lộng Roblox có game tên là uh, world zero cái game đó thì chiêu nó tự target cho nên là khi mình chơi trên mobile nó cũng vậy cho nên là nó dễ chơi lắm nhưng mà game đó kiểu như là nó làm cái nhân vật nó không giống Roblox nên là cũng không còn nhiều người chơi đúng không còn riêng bên game này nè bây giờ mình ra chiêu, <laughs> mình ra toàn hộp không đấy các bạn có lẽ là do mình uh, chơi lóc rút trên mobile không được, được tốt thì uh, qua thời gian này chắc là từ từ mình sẽ cải thiện thôi đó là chừng uh, mình chơi chừng đó cấp hai ba trăm là mình sẽ tiến bộ à nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy là mình mỏi tay rồi nha À, chắc là sau này phải cài, cài auto -lít vô hỗ trợ chơi cho nó dễ chứ à ban đầu á, thì theo mình thấy thì mình không có quan trọng cái phần uh, bao ti của mình này cũng có bao ti đâu quan trọng cho nên là mình cứ cộng hết vào điểm mili Đấy không? mình cộng vào mili để có đà mình làm vụ cho nhanh và mình cứ xài mili thôi tại vì mình cộng mili nó lên energy nữa để mình lướt này kia cho nó dễ còn kiếm thì còn tùy người thôi nếu như mà mình nhặt được một trái uh, quỹ Phật tổ thì trời oh, ơi trời ơi cái đó thì quá dễ rồi. Nhưng mà vấn đề thì mình không có game pass và mình cũng chưa có quyết định là chơi cái series này mình sẽ sử dụng game pass mà mình muốn kiểu mà tự làm khổ mình là mình chạy cối giống như anh em vậy á no game pass natural no, no game bad. thì uh, có vẻ như là nó <laughs> nó sẽ nói chung là mình sẽ trải nghiệm được cái cảm giác của mọi người chơi như thế nào luôn. Rồi, đó, mà xong một cái nhiệm vụ ở đây mình nhận được ba xương. Nhưng mà mình uh, nghe nói là uh, mình nhớ là hình như là ở đây nè, mình có thể random được ở cái đảo uh, cái đảo đảo khỉ đó các bạn. Nhưng mà hiện tại mình có mấy xương này thì cũng không làm được gì. Được cái là bên c một này thì nó không có cái um, không có cái cái cái, uh, cái 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 đảo uh, kia nên là mình cứ đánh uh, quái đừng có trên là level nhiều với mình là mình có xương luôn không. Nhưng mà uh, đây coi, tới khi nào mình đủ xương này mình qua kia mình random để coi là như thế nào ha bây giờ thì mình làm mấy cái series này chắc là cũng không có nhiều bạn xem đúng không tại ở cái level này mà còn về cái cách farm level đó, thì chắc là trong video này thì mình chưa có làm đâu mà chủ yếu là mình giới thiệu là mình sẽ chơi một cái series này trên mobile các bạn để xem là các bạn có đồng ý không nếu mà nó nhiều view nhiều nhiều nói chung là được nhiều người ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm Mấy bạn mà ủng hộ mình thì cứ uh, like và chia sẻ đi. Mình được nhiều view thì mình khoái, mình mới làm chứ không là tiếp tục làm trên PC nữa. <laughs> đúng không? Cái gì đó, nó, nó ít view quá cũng nản lắm các bạn. Làm gì cũng vậy. Cũng đòi hỏi là nó um, 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 có cái 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 động lực đúng không? Rồi thì uh, đây thì mình tiếp tục đánh mấy con quái này ở đây thôi. Coi coi, coi cái cái shop này coi. Cái shop này thì uh, có như là shop này shop shop à, shop kiếm này coi, coi coi có cho cái kiếm miễn phí không? Katana này bao nhiêu đây? ngàn Billy. Rồi cái katana rẻ nhất cũng ngàn Billy. Cái Dao này nhiêu? ngàn Beli luôn. Vậy là nói chung là phải đủ 1 ngàn Billy thôi Hiện tại mình sắp đủ Beli để mình mua kiếm rồi các bạn. Đó. Nhưng mà có chắc là mình cũng phải sử dụng Beli để mình farm hả? Hoặc là mình sẽ cân đối lại từ từ mình mình muốn farm cái combat này lên 600 mastery luôn các bạn, rồi các bạn thấy chưa? mình di chuyển rất là củ chuối luôn nè, đó, như này vừa đánh vừa lùi nè. rút được kinh nghiệm. vừa nó rút kinh nghiệm xong, thôi thì không sao, tại vì à, hồi sinh này mình cứ làm lại thôi, đây, thì mình cũng chưa có bậc haki, chưa có gì nhiều, Chứ là đi đánh vậy thôi. À. Đó, mở lên cái cơm rồi, đấm vô cái lên lé liền đó không? và một con cuối cùng ở đây. Đây, mình đấm vô nó là được là 10 máu không nó đấm mình lại được ba hai máu thì thấy là có sự khác biệt đó không đó là cái sự chênh lệch đó các bạn hình như chiêu mình sử dụng đi được hai chục máu rồi bây giờ là đủ một ngàn rồi đây mình sẽ mua một cái kiếm thử xem là đam kiếm mặc dù là không cộng điểm mastery nha thử xem ồ lộn không có cộng vào cái điểm 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 điểm, điểm, điểm kiếm á mà không có điểm cộng điểm sao ta giờ coi là đam kiếm và đam melee hiện tại mình farm cái nào cũng ngon hơn nhưng mà tất nhiên là mình cũng phải pha một cộng một tí cũng phải cỡ mà mình có theo cái con đường kiếm á, thì mình cũng phải cộng vào cái milly thôi để mình có milly để mình bay nhảy nữa sử dụng chiêu không để có energy chứ lộn có vẻ như là nó chưa được ngon á nó chưa được là đam đam nó cũng bình thường à tại vì cây này dù gì nó cũng là cái vũ khí cùi mà nếu như mình kết hợp á mình mình quen tay thì mình có thể kết hợp đây nè mình kết hợp hai chiêu này lại mình đánh á, thì nó sẽ nhanh hơn các bạn này là ý nhưng mà mình mình chưa có quen nè chưa quen sử dụng chiêu chiêu phải bấm giữa katana và Combat bát là nó vẫn là một cái gì đó khó khăn với mình các bạn đó sử dụng hai chiêu đó chưa dù gì ban đầu mình sử dụng chiêu nữa vẫn là đam to hơn cái này là phải, phải sử dụng hai tay rồi các bạn rõ ràng là mình chơi trên mobile nhiều game khác nó ngon mà nhiều cái game khác mình chơi nó dễ còn game này khó quá em lốc rút là lên mobile có chơi, cái như là run beat mà lên mobile nữa thì trời ơi cái đó thì không biết sao chơi luôn các bạn. thì các bạn thấy mình chơi mình điều khiển đánh quái có chống mặt hay không? này chỉ có trái phật tổ là chơi là dễ nhất nhưng mà có lẽ mình sẽ không không sử dụng trái phật tổ làm dụng trái phật tổ đâu là vì nếu như mình làm dụng như vậy thì đều, cài game ồ lộn cài level thì nhanh được nhanh thật nhưng mà mình sẽ không quen cái cách sử dụng trái quỷ để mình suy nghĩ lại coi làm sao ta. À, sử dụng cái vật tổ cũng bình thường thôi các bạn, mình lên má level đi rồi lúc đó mình đi farm battery trái quỷ này kia thì à, nó cũng cũng là có trải nghiệm rồi các bạn, không? thao tác mình đổi chiêu còn rất là chậm, không biết là mấy bạn đổi chiêu làm sao cho nhanh chứ mình đổi chậm quá, chắc là mình phải có ít đấy là ba loại món đồ lên đây nè nó sẽ gần để mình đổi chiêu hơn, hay là do cái điện thoại này mình màn hình của mình nó bự nên là nó nó cũng khó thao tác chiêu thôi nhưng mà cái nút điều khiển thì vẫn còn quá nhỏ đúng không? Đây là nãy giờ thì cảm nhận sơ sơ là mình thấy như vậy á, còn ở à, đầu từ ngày mai ngày mai thì mình sẽ cài nhiều hơn thì mình sẽ có thể là mình quen hơn, còn ban đầu là nó như vậy. Trước đây thì mình cũng hay làm trên mobile đó, nhưng mà có điều thì à, à, tại vì là cái ạt mà nó nó kiểu như cũng mát level đó, cho nên là lên thì nó cũng khác so với mình đi farm lại từ đầu sử dụng những mini cùi như combat này kia đó không nó là một sự khác biệt đúng không thì như vậy mình mới có được cái trải nghiệm là à, anh em mà chơi thuần mobile sẽ như thế nào à, nhiều khi là khi mình chơi quen rồi đó, thì mình lại cảm thấy là mobile nó dễ hơn thì sao đúng không tại vì à, mấy bạn commenter cũng nói là chơi trên mobile dễ hơn là chơi trên pc đúng không tại vì à, mấy bạn chơi mobile nhiều thì quen thấy vậy còn những bạn mà chơi PC quen như mình nó trời chơi mobile khó đúng không? Nhưng mà cái gì cũng cần cái thời gian để mình tìm hiểu, mình làm quen với nó thôi. Mình mong là sau này mình sẽ rồ rồ VIP mobile các bạn. Rồi thì chắc là video này tới đây thôi, chủ yếu là mình giới thiệu mình sẽ làm một series trên mobile và mình sẽ cài app này lên lại từ đầu và có gì thì mình sẽ quay video cho các bạn xem và mình mong là các bạn sẽ ủ, ủng hộ cái series này của mình thì à, nếu mà nhiều người xem nhiều like nhiều chia sẻ thì mình sẽ tiếp tục mình làm tiếp đó. thì đó là một cái động lực lớn nhất của mình và bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha